Xin chào các bạn, mình là Hanvi của MV Review. Hôm nay chúng ta sẽ có một bài review về mẫu GM xuất hiện trong series Gundam The Origin. Đây là High Grade GM God Costume. Và rất tiếc là phải nói là mình hoàn toàn không biết gì về tiểu sử của con GM God Costume này cả. Vì như bạn nào cũng thấy gần đây là mình rất là bận, không có thời gian nào để đầu tư vào xem anime. Cho nên là mình hoàn toàn không biết gì về con này cả. Mình chỉ mua vì đơn giản là thấy nó quá đẹp, không màu trắng xanh theo cái sở thích của mình. Với lại cái tấm khiên. Trời ơi, tấm khiên. You thick boy, you thick as fuck. Ai thích súng bự, kiếm bự thì thích, chứ riêng mình là mình thích tấm khiên mình phải bự trước ta. Tạm thời gác qua vụ tấm khiên, rồi chúng ta sẽ đến với cái body của con GMK Custom một trước đã. Thì như ban nãy mình đã nói, đây là một mẫu mod kit thuộc series Gundam The Origin, mình gọi tắt nó là GTO. Thì từ xưa đến nay cái dòng GTO này nó nổi tiếng là nó làm cho hiện đại hóa lên những cái con mod kit của dòng Universal Century ngày xưa. Mẫu GM God Custom lần này cũng không phải là ngoại lệ. Đầu tiên mình xin điểm một tí về phần chi tiết bề mặt. Ngoại hình em này nó rất là ok, eo thon, chân gọn và điện nước đầy đủ. Chung quy là đủ để cho các anh xài qua đêm, rồi sau đó vứt lên trên kệ. Chi tiết bề mặt rất là cao, có thể nói là nếu như nhìn sơ qua thì có thể nhầm lẫn đây với lại một con Real Grey chứ không phải là High Grey. Và tin mừng hơn nữa dành cho những bạn nào không có hoa tay hoặc là những bạn không có thời gian để trau chuốt cho con gameplay của mình. Sản phẩm mình review bây giờ hoàn toàn chưa sơn hay là làm theo bất cứ một thứ gì cả. Mình chỉ mới ráp chai lên, xong rồi dán sticker và tờ đề can trong đi kèm với nó. Mình hoàn toàn chưa sơn, chưa làm gì cả. Lượng chi tiết về mặt và detail đó đã lên được như thế này, có thể nói là rất ok luôn, không cần phải làm gì thêm. Và tất nhiên những bạn có thời gian để đầu tư thì mình không nói làm gì. Đây là một cái mẫu đã rất đẹp rồi, nếu như các bạn trau chuốt thêm thì tất nhiên là nó sẽ đạt lên được một cái tầm vóc mới. Nhưng mà không có thời gian thì nó như vậy cũng đã đẹp rồi. Tiếp theo là về những món vũ khí đi kèm với em GM God Costume này. Đầu tiên các bạn có một cây beam spray gun, nhìn cũng khá là nhỏ, khá là dễ thương. Nó làm mình nhớ tới kích cỡ của cái thứ gì đó cũng dễ thương lắm. Và các bạn có một cái bàn tay bóp cò để đi kèm với cây súng này. Mình nghĩ là các bạn chỉ cần gắn lên xong rồi để đó luôn, tại vì ngoài cái súng này ra thì nó không được dùng để cầm thứ gì khác cả. Tiếp theo các bạn có hai cái cán dao như thế này, và để sử dụng hai cán dao này các bạn chỉ cần tháo cái cục nhỏ nhỏ ở trên cánh tay này ra, xong rồi gắn vào cán dao rồi mình có thể nối cái mini pháp vào được. Ok, thêm một cái lý do nữa để dễ làm mất đồ. Trời ơi, đồ đã nhỏ rồi nó còn tách ra thành từng mảnh như thế này làm sao mà. Nhưng mà không sao, lỡ là mất cái beam, cái cán beam rồi thì thôi, các bạn chỉ cần gắn luôn cái beam effect lên trên cánh tay để tạo thành ám khí, chơi như Assassin's Creed luôn, không mê ca mê kiếp gì nữa. Một cái combo thú vị nếu mà mình mới tìm ra là nếu như bạn nào vừa sở hữu cả con này và cả con Amazing Red Warrior thì các bạn có thể lấy cái beam effect của con Amazing Red Warrior gắn vào cái cán beam của con GM God này, và nó có thể tạo được cho các bạn từ một con dao thành một cái kiếm luôn. Cái kiếm này nó hơi bị lố một tí, là một cái quá ngắn mà một cái quá dài, nhưng mà không sao, chung quy là vẫn đỡ hơn cái con dao cùi lui này. Cuối cùng là tấm khiên. Mình có thể đoán được là tấm khiên này nó giống như là cái vật tượng trưng của con GM God Costume này. Con này mà không có khiên thì nó cứ tưởng tượng như là Astray Red Frame mà lại không có katana vậy. Và có thể nói là nó tạo cho con GM này nó có cảm giác như là giống những cái mấy ông lính Riot với lại SWAT vậy. Mình khá là thích mấy cái tấm khiên kiểu đó. Khiên rất là to, cầm nó rất là sướng tay. Nó giống y như là cầm mấy cái cục gạch 1280 ngày xưa vậy. Tiếp theo là về phần biến đổi cử động. Đầu tiên các bạn có đòn cho một khớp cầu và cổ cho một khớp gập. Phần visor ở mắt có thể gập là xuống và lên. Vai cho một khớp cầu có thể nhỉnh về phía trước và có thể đẩy lên trên cao. Thruster ở phần vai có thể đẩy lên. Cánh tay có thể đẩy ra ngoài, bắp tay có thể xoay và gập trên hai khớp. Cổ tay cho một khớp cầu, phần để cán dao ở đây nó cũng có thể xoay. Bụng cho một khớp cầu có thể gập về phía trước rất là nhiều, nhưng mà về phía sau thì nó hơi làm mất cái cảm giác liền mạch. Váy trước có thể đẩy lên, nhưng mà muốn đẩy lên hết cỡ thì các bạn phải làm cho phần bụng nó hở ra. Váy ở bên ngang cũng bị trường hợp tương tự. Phần bà chân có thể đá lên khá là cao và xoạc cũng rất là ok. Bắp chân xoay và gập trên hai khớp. Giáp đầu gối cũng có thể di chuyển khi mà các bạn đang gập chân. Phần giáp ở cổ chân trên một khớp cầu, nhưng mà di chuyển thì cũng không có nhiều lắm. Phần bàn chân khá là hạn chế khi mà gập về phía trước và phía sau, nhưng mà khi gập qua trái qua phải thì nó lại rất là tuyệt vời.
Nói nói chung thì đây là một con gameplay khá là tốt, mình rất là hài lòng về chất lượng của sản phẩm. Nhưng cái duy nhất mà mình không hài lòng đó là về cái mức giá của em GMK Custom này. Nếu như các bạn muốn tìm cho mình một con GM nhưng lại không sẵn sàng bỏ ra cái mức giá 400.000 như là em GMK Custom này, thì mình có thể giới thiệu cho các bạn mẫu HGBF GM. Đây là một cái mẫu GM được kiểu như build lại dựa trên cái khớp của con HG RX 78 Revive. Đó là một con HG khá là cứng cáp, mình rất là hài lòng về con đó. Nó cũng không có bị những cái lỗi nhỏ như là giáp váy với lại cái bụng của con GMK Custom này. Và mức giá nó cũng khá là hợp lý, giá của HGBF. Chung quy là nó hợp nếu như các bạn đang tìm một con GM chứ không phải là tìm một con có thiết kế như là con Guard Custom. Mình thì mình rất là thích thiết kế của con này cho nên là mình hút nó về, chứ mặt bằng chung nếu như đánh giá về con GM thì đây không phải là con tốt nhất. Và đó là như vậy, bài review này là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.